tôi đã nhìn thấy chú tài cửa nặng vùng xóa đam hoặc là trai đến đón dâu. Vậy xin trân trọng kính mời các cụ công các bà các khách quý vào trong nhà sơ trò sơ nước. Cô có bạn nam nữ thanh niên vào trong hôn trường cưới ổn chỗ ngồi dự buổi lễ vô kia bạn trẻ. Và xin mời chú sẽ về phía bàn danh dự của mình. Trong cái đông đội, cái đồ ngoài này còn khoáng. Một lần nữa xin chào kính mời các cụ, các bà, các quý trong nhà xây chầu dưới nước của bà Nam nữ thanh niên vào trong khu vực mới ở trước ngồi để dự buổi lễ quốc kỳ hai bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin mời đứng với các bên của gia đình chúng ta nhân trên nhà nước và lời chúc cười tươi thắm nhất của mình để giúp bước mời chào mời các cụ công các bà cùng toàn thể quan viên bố lo hai nhà. Và một nữa xin được trân trọng kính mời đội ngũ nhân dân của gia đình chúng ta nhân trên nhà bước vào lễ chúc cưới tươi thắm nhất của mình để rất rất mời chào với các cụ công các bà cùng toàn thể quan viên bốn họ hai nhà.